Xin kính chào với bà con. Đây là số lượng 300 cây giống chuẩn bị xuất cho khách ở Bình Dương nha bà con. Đây là cây giống dừa Mã Lai. Đây bà con có thể thấy cây giống dừa Mã Lai nó có cái đặc điểm là cái thân cây nó có màu hơi vàng vàng nha. Khi cây giao đến tay bà con thì cao khoảng tầm 5 đến 6 tấc rồi. Đây. Cây đang phát triển rất là tốt luôn. Khi mua về bà con cắt rễ đi ha. Để mình xuống giống cây nó sẽ ra rễ mới. Phát triển nhanh hơn ha. Đây, cây giống bên em mà mang thương hiệu vào của công ty nông nghiệp Việt. Này, thì bà con yên tâm nha, cây giống bên em là chuẩn lai F1, không lai, không có lai tạp gì hết á. Cây giống đã chuẩn F1 hết. Cây đang đi đọt rất là mạnh luôn. Đấy, đang ra đọt rất là mạnh luôn. Thì bà con mang về trồng là cây phát triển rất là tốt, và đặc biệt trong cái mùa mưa này nữa. Bà con trồng xuống giống rất là tốt luôn ha. Hiện tại thì cái dừa Mã Lai này được bà con rất là ưu chuộng luôn, lý do là cái vỏ trái dừa nó rất là mỏng và nước nhiều, nước ngọt và giá bán của nó rất là ổn định luôn, nên là bà con đang chuyển đổi qua trồng cái giống dừa Mã Lai này rất là nhiều. Đây, giá ở bên em thì 69.000 cho một trái, cho một cây giống ha. Mua 10 cây thì được tặng thêm một cây và một chai siêu dưỡng 500ml nữa. Đây. Khi bà con mua với số lượng nhiều thì bên em hỗ trợ giao bằng xe tải cho bà con luôn nha. Đây, số lượng cây giống bên em luôn lúc nào cũng có sẵn hết. Bà con vui lòng liên hệ vào số hotline là 0949 014 604 để đặt hàng bên em nha. Rồi, xin kính chào quý bà con.